Sau khi hiện tượng đĩa mây xuất hiện ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh khiến cho người dân thích thú thì đến lượt núi Chứa Trang của tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện hiện tượng kỳ thú này. Cụ thể là vào sáng ngày 25 tháng 11, rất nhiều người dân ở huyện Xuyên Lộc, tỉnh Đồng Nai phấn khích khi phát hiện đám mây rất lớn hình nón bao phủ đỉnh núi Chứa Trang. Trước hiện tượng kỳ thú hiếm gặp, nhiều người dân địa phương đã dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp này và chia sẻ lên mạng xã hội. Đĩa mây xuất hiện lúc 6 giờ 20 phút sáng và kéo dài đến khoảng 7 giờ 20 phút mới tan dần. Khoảng 7 giờ sáng là thấy địa mây rõ nhất. Nhiều người dân địa phương cũng cho rằng từng nhiều lần bắt gặp hiện tượng địa mây nhưng quy mô không lớn như vậy. Nói về hiện tượng này, ông Nguyễn Phước Huy, giám đốc đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho hay, trong khí tượng gọi những đám mây này là dạng thấu kính thường xuất hiện ở những ngọn núi. Bình thường, luồng không khí chuyển động gặp núi sẽ tạo ra các sóng trong khí quyển. Các sóng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Tuy nhiên trong một điều kiện khí quyển thuận lợi như nhiệt độ không quá cao, độ ẩm lớp không khí sát với mặt đất lớn, quá trình chuyển động của các sóng này sẽ đẩy luồng khí ẩm lên và đạt tới mức ngưng kết và kích thích việc hình thành những đám mây dạng thấu kính. Thấu kính có thể biểu hiện như một đĩa bay nhiều lớp như một chiếc mũ trùm lên ngọn núi. Nó cũng có thể hình thành ngay trên đỉnh núi hoặc là cách xa về phía khuất gió, hình thành đơn lẻ hoặc là hình thành cả một chuỗi ngoài ra một biểu hiện khác của sóng núi là hình thành những phiến mây giống như các hạt hạnh nhân xếp đều đặn thành một dãy sóng núi không xuất hiện thường xuyên nhưng cũng không quá hiếm và cũng chưa ghi nhận sự kiện gì đặc biệt sau khi nó xuất hiện